Tại tỉnh An Giang đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn với trọng trách mới được Đảng giao phó, đồng chí Lê Hồng Quang tiếp tục phát huy năng lực, tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh An Giang để đóng góp chung cho cả nước.